Xin chào anh em. Wow, Deluxe phế chưa? Đó là câu hỏi mà nhiều anh em đặt ra. Và hãy cùng em hồi tưởng lại một chút về quá khứ nhá. Còn bây giờ thì boom. Quá khứ của Deluxe nó hào hùng như vậy cơ mà anh em. Nó thả thính như vậy cơ mà. Sự thay đổi này khiến Deluxe mở ra một cái trang mới. Một cái trang hơi mềm mỏng một chút. Và hãy cùng em tìm xem câu trả lời liệu Deluxe đã thực sự phế và bây giờ phải chơi Deluxe ra sao cho hợp với phiên bản mới. Ở phiên bản này thì Phượng Hoàng Lệ được giảm giá lại rồi anh em ạ. Nên S sẽ ưu tiên lên Phượng Hoàng Lệ cho Deluxe. Nhưng mà thực chất các bạn có thể không lên, không sao cả. Tại vì chúng ta quen rồi mà anh em. Góc trái màn hình là trang bị bảo ngọc gợi ý hai phong cách cho anh em. Một phong cách lên Phượng Hoàng Lệ và một cái là không cần lên, lên thẳng đi. Tại vì chúng ta quen rồi mà. Ưu tiên một chút bảng ngọc có máu cho Deluxe châu một chút anh em ạ. Hất vào tường ném chiêu 1. Ui. Giữ máu. Có thể kẻ địch sẽ vào rừng ngay khi mà trợ thủ chúng ta bị phải về nhà. Biết mà anh em. Đó lý do vì sao mà mình phải giữ máu nhá. Giữ máu để bảo kê đồng đội. Hello boy. 1 cầu, 2 cầu, 3 cầu ạ. Chạy nhá. Thank you. Có Phượng Hoàng Lệ ở nhà anh em. Đây, Phượng Hoàng Lệ được giảm cái giá này. Nói chung ấy, Deluxe không còn nội tại. Nhưng điều Deluxe có là gì? Deluxe sẽ được gia tăng thêm một chút máu. Và máu tăng cấp thực chất nó còn ít cả Endo anh em ạ. Cái nội tại mới là nâng chiêu 2 sẽ được nâng tầm. Nhưng mà thực chất theo S thì cái chiêu 2 nâng tầm này thì S không nhầm là chưa có được phiên bản thì nó là 4 nâng tầm rồi. Ngoài ra chiêu 2 mỗi viên đạn chỉ có thể đẩy lùi tối đa 2 lần mục tiêu chứ nhở. Vừa rồi là mình đẩy tận 3 lần cơ mà. Các bạn để xem video và rút ra cho mình câu trả lời. Liên tục gank cùng team. Các bạn nên nhớ Deluxe khống chế rất là mạnh. Ngay từ cấp độ 2 rồi nha anh em. Đã khống chế rất là mạnh rồi. Đây này anh em túm tụm một vị trí ấy. Trời ơi không có bùa gì luôn ạ. Đúng là top theo khác. Đánh rất là chủ động. Lợi thế đó anh em. Bây giờ Deluxe không cần phải tranh giành bằng được bùa xanh. Và Deluxe đương nhiên là cần năng lượng anh em. Năng lượng là vẫn cứ phải cần. Tại vì chúng ta cần năng lượng để tung chiêu, để spam chiêu từ chiêu cuối. Rồi spam chiêu liên tục. Đương nhiên bây giờ nhu cầu không còn như trước. Trước đây đấy ạ, cho dù anh em phun máu mà anh em thiếu năng lượng thì anh em sẵn sàng sử dụng hồi máu siêu cấp, sử dụng cục hồi năng lượng ở sao trụ. Và bây giờ có cả Phượng Hoàng Lệ. Đen nhất cho Deluxe anh em ơi. Đó là khi mà Phượng Hoàng Lệ giảm giá lại một cái trang bị hồi máu hồi năng lượng. Rất tuyệt vời. Bây giờ lại đúng cái lúc cái nội tại nó không cần thì mới cay chứ. À đây rồi. Khi mà đối đầu Elsu thì anh em cố gắng phá mắt nhá. Con Elsu mà nó có mắt đấy, nó có thể kiểm soát được rất là nhiều bản đồ. Khó chịu đấy. Muốn bắt Elsu phải đơn giản nhá. Nhiều bạn cứ lăn tăn là trời ơi cái thằng rừng sao nó cứ ra farm của em các kiểu. Mình limit mà anh em, cố gắng làm phò thôi. Việc rừng nó ra farm chung với mình là chuyện hết sức bình thường. Và S còn sợ là cái thằng rừng nó không biết ra farm đấy anh em. Rừng và xạ thủ mà không biết ra farm cùng ấy, cái lượng vàng không tối ưu đâu. Nên mấy ông đi đánh ấy, phải biết hy sinh một chút. Khống chế này. Người ta đánh rừng, người ta đánh kiểu ép sớm mà anh em. Người ta đánh xạ thủ, người ta đánh kiểu lết để gánh đội mà anh em. Chúng ta phải để chơi hy sinh một chút. Bị mình khép góc anh em ạ. Mặc dù cái pha chiêu 2 mình không ủn trúng cái thằng Enzo. Nhưng mà một cái pha khép góc như vậy, Enzo mà lùi là ăn chắc khống chế. Mà thế nào cũng nằm luôn ạ. Ơ thằng này nó không giật lùi chút cuối anh em ơi. Hình như là không có. Một pha hack náo từ hơi sớm của Deluxe. Di chuyển sang đường mid để mà farm. Anh em đi vòng nha anh em. Anh em đi vòng sau bùa nha. Anh em đừng có đi qua đường bờ sông hay là đường bụi nha. Bị bắt thở canh là nằm đấy. Tại vì bây giờ Deluxe chúng ta không còn cái nội tại sử dụng năng lượng để mà ấy. À,
Cái thằng Lumbua nó vừa chạy nó vừa biến về kìa anh em. Hài hước thực sự. Giờ chúng ta có, đó chính là mặt nạ Berit. Không chạy đâu bạn. Ui, chạy được kìa. Nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao S lại lên cái mặt nạ Berit sớm. Đơn giản bây giờ không nội tại cho anh em ạ. Phải trâu một chút. Không lạ hoảng đấy. Và một số trận thì S không lên cái quyền trợ đội here cho Didac. Nhưng bây giờ phải lên anh em ơi. Đặc biệt khi các bạn gặp mấy vị tướng cấu đỉa và sốc đam ấy. À, cái thằng này. Trời ơi, không cần tốc biến anh em ạ. Nếu không là Nunu đi đắc ngay anh em. Nunu TNG ngay. Không sao anh em ạ. Đôi lúc các bạn không cần phải hạ kẻ địch. Các bạn chỉ cần cấu đỉa kẻ địch và khiến kẻ địch không thể thủ trụ. Và chúng ta có thể ăn trụ an toàn. Như vậy là thành công rồi. Vậy nên các bạn đi mid thì đừng có kiệm chiêu nhá. Khống chế này. Trời ơi, tầm xa quá anh em ạ. Không được. Tấn công. Bắt thằng này hơi khó nha anh em. Nó tăng ga khó chịu cực kỳ luôn đấy. Tăng ga này bạn ơi. Nếu mà hỏi S là đối đầu xạ thủ nào sợ và khó chịu nhất thì S xin tuyên bố thẳng là cầm mấy con có điều hướng khống chế này sợ cái thằng Elando. Sau đó đến cái thằng Caffini. Nó mà bật chiêu 2 rồi nó bật tốc hành lên thực sự khó bắt luôn. Trừ khi anh em còn pha outbreak thành công, còn không đấy thì rất là khó để bắt. Có khi bị nó chăn cho luôn đấy chứ anh em. Khống chế một chút. Cơ bản là bắn từ xa để mà hít hà một tí gọi là vàng. Sáng nay thì cập nhật cho nhanh anh em. Nhiều bạn còn không biết là khi nào cập nhật. Anh em cứ đăng ký kênh của S, bấm nút chuông. Khi nào cập nhật là có thông báo đến tận tay anh em luôn. Anh em yên tâm nhá. Wow, anh em đang rất xanh và cực kỳ hồ báo. Ăn trụ trước anh em ạ. Chúng ta đã có mặt nạ Berit ở đây rồi. Thì cung tà ma của Cassidy đều phải khóc. Thực chất bây giờ nhiều bạn hỏi là S có hay lên cái xuyên tâm lệnh không, thì S trả lời thực lòng là hả thằng này. Hello bạn. Ui, chụp xong rồi. Trời ơi, hoảng quá tung lộn chiêu luôn anh em ạ. Nhưng mà cũng không thể chạy được anh em. Bị khóa xích vào thì chạy bằng niềm tin. Khống chế. Ăn trụ này anh em. Spam khá là tốn cấu đỉa cho thằng Katani về nhà luôn. Để nó không thể thủ trụ được. Dimit bây giờ cái sách rất là quan trọng. Đặc biệt là sách không chỉ để mà tấn công hay là giảm tầm hoạt động của vị tướng hồi máu như là Q-Dot đưa bố kiểu, mà còn áp thẳng thằng xạ thủ. Đó là lý do vì sao mà xuyên tâm lệnh thì S ít lên, mà S lên thẳng sách để mà hỗ trợ đồng đội. Dimit mà anh em spam chiêu nhiều, phải ưu tiên hỗ trợ đồng đội trước. Cố lên theo ơi, theo quá xanh rồi anh em ạ. Ủn vào tường. Nói chung ấy, đánh giá nha anh em, Didac không thể mạnh như trước. Không có các đòn chiêu để mà thả thính ao kẻ địch trước. Đó là một cái điều rất là đáng buồn. Nhưng mà Didac còn là gì? Didac còn khống chế. Didac còn có thể giao tranh đồng đội được. Điều khác biệt nhất chỉ là Didac bây giờ là không được hổ báo rồi anh em ạ. Và khi bạn Didac không còn máu thì tốt nhất là về đi. Bạn mỏng cực kỳ luôn đấy. Em hy vọng là gà dáng có thể trả lại cho Didac cái nội tại. Tại vì ở bên máy chủ thử nghiệm đấy ạ, thì Didac vẫn còn nội tại. Và em hy vọng là sau khi cái lần giảm sức mạnh từ cái giải APL thì Didac nó quá nổi rồi anh em ạ. Là một vị tướng rất là khó khắc chế, trừ khi anh em đánh và pick các vị tướng cận chiến hay là các vị tướng khó chịu như là Malok. Còn bây giờ các bạn chỉ cần cầm mấy cái vị tướng nó sát thủ sốc đam thôi anh em ạ. Vào là chém chết hà. Đây là ở cái trận đầu tiên mà S test Didac. Trận này là S bị thua anh em ạ. Cơ bản là cũng không phải là do lối đi lắc ở trận này đâu, mà là do team hai xạ thủ hơi mỏng cánh, không bắn lại anh em đấy. Một cú ủn đẩy ghê đúng nào. Đây là Didac hiện tại đấy. Chán luôn. Bây giờ Didac là phải cầm cái thánh thuấn anh em ạ. Anh em đánh giá sao về Didac? Hãy comment video nhé. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh
cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.